Loạt ảnh những chú chó hoang cười tích mắt vui mừng khi được người qua đường cho đồ ăn khiến ai nhìn cũng tan chảy. Khuôn mặt cười rạng rỡ đầy hạnh phúc và cử chỉ vui mừng của các chú chó hoang như đang muốn nói lời cảm ơn với người đem thức ăn đến. Mới đây, mạng xã hội truyền tay nhau những bức ảnh về những chú chó hoang vui mừng ra mặt khi được người đi đường cho ăn. Bộ ảnh được một cô nàng có tên Kanopon Onjun Prasad sống tại Thái Lan ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội khiến ai xem qua cũng bất giác mỉm cười. Chủ nhân của bài viết chia sẻ rằng cô nhìn thấy những chú chó hoang còi cọc, đói ăn và đang phải tìm kiếm thức ăn ở trong những bãi rác. Chính vì thế, cô đã đem cơm đến cho chúng. Điều khiến cô cảm thấy bất ngờ chính là khuôn mặt cười rạng rỡ đầy hạnh phúc và cử chỉ vui mừng của những chú chó hoang. Cô cảm thấy chúng cười với mình như để cảm ơn cô vì đã cho chúng một bữa ăn vậy. Loạt ảnh bình dị nhưng ấm lòng này ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Bộ ảnh như đang truyền thêm cảm hứng cho rất nhiều người.